Video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chuyển những cái page còn lại sang static luôn. Ví dụ như cái page product list chẳng hạn. Đấy, page product list thì video lần trước thì mình đã chuyển login này, register này cũng như là nó chuyển luôn cái product ad. Rồi bây giờ chuyển cái product list nha. Thì coi cái product list mình đang dùng cái dynamic function nào. Thì hiện tại product list mình đang dùng cái cookie để mình lấy ra được cái session token mà cái thằng client nó gửi lên. Mình lấy ra cái session token để mình biết là có authenticate hay không mà mình show ra cái button thêm sản phẩm. Thì đây là cái cách hiện tại nha. Thì bây giờ nếu như mà mình không dùng cookie nữa thì làm cách nào để server nó biết rằng là có authenticate hay chưa? Là không có cách nào nha. Hiện tại thì vẫn chưa có cách nào cả. Nếu như mà các bạn không dùng cookie thì server các bạn không biết được đâu. Vậy làm thế nào đây? Thì vẫn có cách, đó là chúng ta dùng local storage ở client. Có nghĩa là chúng ta thực hiện cái logic ẩn hiện này ở client nha. Nhưng mà vẫn đảm bảo cái component page này là server component. Nhưng mà mình sẽ tách cái thằng này ra. Tách thằng này ra là một cái client component này. Và mình sẽ dùng local storage để mình check authenticate. Đó, mình check authenticate để mình ẩn hiện. Thì cái lợi ích của việc này đó là mình chuyển được cái page của mình thành static rendering. Mình chuyển nó thành static rendering, mình đánh đổi một tí xíu, đó là mình cho nó client component. Nói chung mấy cái client component này bé xíu mà, đánh đổi này không là gì so với cái việc là mình chuyển nguyên cái page này thành static rendering thì nó sẽ tốt, khá là tốt ha. Nó sẽ render nhanh hơn. Đó, nó trả kết quả về nhanh hơn. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển nha. Thì tất nhiên mình phân tích rồi thì mình sẽ không dùng cái session token này ở đây nữa. Để mình check e-authenticate thôi mà. Chỗ này là button thêm sản phẩm đúng không? Đây là component dành cho cái product này. Thì mình sẽ new này, new file. Mình sẽ cho một cái đó là add product add button thiếu chấm .tsx .tsx. Rồi, ok. Đây là product add nè. Phía dưới này nó có một cái product edit nữa. Nên là mình cũng sẽ thêm vô cho nó nhé. Product edit button.tsx. Ok. Rồi. RFC. Đây là product. Product edit button. Ok. Qua bên này nè. Mình sẽ copy cái đoạn này ha. Mình cut luôn. Pass nó qua bên này. Thì mọi người thấy nó dùng cái link thì mọi người import link vào. Đấy, dùng button thì import button vào. Rồi, delete product đúng không? Delete product thì import delete product vào. Ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta đang dùng một cái product prop thì khai báo ở trong này nha. Rồi, product nè. Product type thì cái product type này kiểu như thế nào? Mình vào trong này thì chắc là nó lấy ra từ cái này nè. Thì mình sẽ lấy ra từ lấy cái data ra nè. Data này nó là một cái list nha. Thì mình sẽ lấy ra cái item là được. Ok. Export thì for product edit button. Và cái này mình sẽ check authenticate dựa vào local storage. Hoặc là chúng ta có thể làm thành một cái hook is authenticate chỗ này cũng được. Rồi, thì tạm thời bây giờ mình sẽ chuyển thành local storage đã nha. Còn về cái hook ấy, thì mình sẽ làm sao? Constant is authenticated bằng local storage chấm get item session token nha. Mình sẽ get item session token chỗ này. Và mình sẽ boolean if kiểu. Đấy, nếu như mà có thì cái này là true đúng không? True thì mình sẽ nếu này, chỗ này mình sẽ nếu is authenticated mà không có thì mình sẽ return là null này. Có nghĩa là nó chưa có. Rồi chỗ này use client
Nếu như mà nó chưa đăng nhập thì nó chưa có session token, thì chưa có session token thì return về null, không có cho hiển thị cái button này nữa. Rồi qua bên này dùng nè. Ok chưa? Rồi thì còn cái ông này nữa, export default function product button này, return này. Rồi đến đây các bạn thấy nó dễ không? Khi mà các bạn hiểu được cái flow, hiểu được cái cách phân tích của mình rồi ấy, thì làm nó rất là dễ các bạn, không có gì khó cả đấy. Đôi lúc chúng ta thấy khó thì chúng ta nghĩ dễ là nó dễ à. Rồi mình lưu qua bên này này. Qua bên này import vào này. Đấy. Ok chưa? Rồi, thì chỗ này mình cũng sẽ copy luôn cái này luôn ha. Đó. Rồi. Xóa này, xóa. Xóa. Chỗ này nó bị lỗi cái gì nữa đây? À mình chưa truyền product vào này. Rồi, chuẩn chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng ta check lại thử nha, npm run build này. Và các bạn lưu ý giúp mình một cái điều này. Rồi, cái local storage này khi mà build ấy thì nó sẽ nằm ở trong một cái môi trường, là môi trường giống như là môi trường server ấy mọi người. Thì môi trường server thì làm éo gì mà có cái local storage này để cho nó chạy, nên là nó bị lỗi đó, các bạn hiểu không? Nên là khi mà các bạn dùng thì các bạn để ý nha, phải check is client chỗ này nữa đó. Mặc dù cái này là use client, là một cái client của bên mình, nhưng mà khi các bạn build là nó vẫn chạy nha, các bạn build là nó vẫn chạy. Thì để handle cái điều này thì mình sẽ check này. Nếu is client thì mình mới cho chạy cái thằng này ha. Nếu mà cái môi trường client thì mình mới cho chạy cái thằng này. Rồi, lưu lại này. Npm run build này. Check thử. Ồ, rồi mình thấy nó ổn. Úp, chưa 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 ổn mọi người ạ. Mình gáy hơi sớm. À mình gáy hơi sớm rồi. Thì tại sao chưa ổn? Thì các bạn cùng phân tích với mình nha. Như mình nói, khi mà cái page của các bạn chỉ cần nó có một cái gì đó nó dính líu đến cái cookie ấy, nó dính líu đến dynamic function ấy, là cái page của các bạn nó chuyển thành dynamic rendering luôn. Ví dụ như cái page này của mình, cái page product list này, thì mình set là cái layout của mình nó không có rồi nha, cái layout tổng nó không có này. Thì thằng này có layout nằm trong này không? Product này thì không có layout nằm trong nha, nó không có layout product. Nó dùng những cái component nào thì mọi người phải xem xét, nó dùng cái product add button này. Thì cái product add button này, trong cái product này không có một cái component con nào cả. Thì mọi người vào xem xét trong này, thì trong này có delete product là một cái component con, và đây là một cái use client. Use client thì tất nhiên nó không ảnh hưởng rồi. Vậy tại sao? Quay lại cái video lần trước, video trước đây, video trước cái video này, thì mọi người thấy mình giải thích rằng khi mà mọi người fetch API á, cái API của mọi người nó không caching, thì cái page của mọi người nó sẽ chuyển thành dynamic rendering. Thì hiện tại cái API, cái list này của mình không caching, mình no store thì nó sẽ bị chuyển thành dynamic rendering mọi người ạ. Bắt buộc mọi người phải xóa cái thằng này đi ha, bắt buộc phải xóa thằng này đi. Đấy, xóa thằng này đi thì đôi khi mọi người sẽ gặp những cái vấn đề về caching, thì mọi người phải xử lý. Đây, xóa thằng này đi thì nó được npm run build. Và mọi người để ý đây là cái server của mình này, khi mình build thì nó sẽ nó fetch server mọi người, bởi vì static rendering mà, static rendering thì nó phải fetch cái API này.
nó phải fetch cái API này để nó render ra được những cái item đúng không? Nó render ra được những cái item thì mọi người sẽ thấy cái log fetch API ở trong cái terminal này. Nào mọi người xem với mình nhé. Đây. Ở đây nó đang gọi một cái API products, mọi người thấy không? Gọi API products này. Đấy. Message request completed. Rồi ok, mọi người sẽ thấy product bây giờ nó đã chuyển thành static rendering rồi. Static rendering rồi thì đây mình đã catching nó. Thì khi các bạn catching như vậy thì các bạn cần phải xử lý catching nha. Ví dụ như các bạn thêm sự xóa gì đó mà nó còn bị catch thì các bạn phải invalidate cái catch này, revalidate ấy. Rồi coi thử trong này có không nha. Server này. App. Đây, product của mình. Đấy, nó render ra rồi mọi người ạ. Toggle name. Đây này, iPhone 13 rồi 123 các kiểu mọi người thấy không? Đấy, nó render ra được cái item của mình rồi đấy. Rồi, ok. Thì chỗ này mình chuyển thành một tí xíu nữa nha. Mình sẽ làm một cái hook cho nó tiện. Refactor lại một tí xíu, nhanh thôi mọi người. Thì ở đây, trong cái app provider của mình nè. Rồi. App provider nè. App provider ở đây, mình đang dùng một cái là user đúng không? Thì hiện tại mình có cần gì cái user này không? User này thì mình dùng ở trong cái header mọi người ạ. User này mình đang dùng ở header. Xin chào, để cho nó hiển thị ra được cái xin chào, cái text này. Thế thì nếu như mà muốn lấy được cái text này thì bắt buộc chúng ta phải đăng nhập, đúng không? Bắt buộc chúng ta phải đăng nhập. Và nếu như mà các bạn dùng ở server component ấy, thì các bạn bắt buộc phải lấy cookie. Các bạn bắt buộc phải lấy cookie nha. Các bạn lấy cookie ở trong cái thằng header này đi. Đây là một cái server component. Các bạn dùng cookie ở trong header này. Mà cái page nào của mình nó cũng dùng cái thằng header này cả. Bởi vì header này nó nằm trong cái root layout. Header này nó nằm trong cái root layout. Cái page nào của mình nó cũng dùng cái header này cả. Nên là nếu mà các bạn, đây này, nên nếu mà các bạn dùng cái cookie ở trong này ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái app của chúng ta. Nó chuyển hết thành dynamic rendering luôn. Đấy, nên là chỗ này mình sẽ dùng nên là mình nghĩ là mình sẽ get cái user này ở client, hoặc là khi mà mình login xong rồi mình sẽ lưu cái thông tin user vào trong cái local storage ấy mọi người, để hiển thị cho nó nhanh. Ví dụ như mình chỉ lưu cái name thôi, chỗ này mình chỉ cần dùng cái name hoặc là tên tuổi họ và tên username email các kiểu, thì mình sẽ lưu mấy cái trường đấy vào trong local storage thôi để mình hiển thị cho nó nhanh. Và mình chuyển cái mình có thể giữ nguyên cái này cũng được, mình có thể giữ nguyên cái này là server component, nhưng mà mình sẽ chuyển cái này là thành client component. Đây rồi, đây app provider của mình hiện tại đang là client rồi đúng không? Thế thì mình sẽ làm luôn nha. Ở đây thì login, thường khi mà chúng ta login thì server có trả về để mình check lại coi thử login thì server nó có trả về cho mình cái account không? Ok, nó trả về cho mình account thì tốt quá, còn không trả về thì các bạn phải gọi thêm một cái API get info nữa nha. Nó trả về cho mình account thì mình có thể lưu vào trong local storage luôn nè, để mình dùng dần đó mọi người. Mình sẽ xử lý cái lưu đấy ở đâu? Chỗ này mình lưu vào, mình nghĩ là mình sẽ dùng một cái hook để mình set authenticate luôn cho nó tiện. Hook này là hook user nè. Hook user thì
trả về một trường nữa. Đây là set user đúng không? Ok, set user thì mình sẽ có một cái trường gọi là is authenticated. Authenticated. Khởi khởi tạo nó là false. Ở trên này mình sẽ có là is authenticated là boolean. Đấy, thì cái giá trị is authenticated này mình không cần khai báo là một cái state mọi người ơi. Mình không cần bởi vì cái is authenticated này nó phụ thuộc vào user. Login vào thì mới có user đúng không? Không login thì lấy gì có user, nên là chúng ta có thể tính toán được cái giá trị is authenticated. Chúng ta không cần khai báo state làm gì cho nó phức tạp. Authenticated bằng boolean user là được. Đấy. Chuyển xuống phía dưới này. Rồi. Ok, cái thằng user này mình sẽ cho nó cái giá trị khởi tạo này. User prop gì đây? Xóa bà nó luôn ha. Xóa luôn. Không cần user prop gì cả. Thế thì phải qua bên cái root layout này. Qua bên cái root layout không có truyền user vào nữa ha. Đấy, khai báo null trên này làm gì cho mệt. Rồi, xóa đi. Ông thằng này không truyền user vào thì ổng không có user để mà ổng dùng. Thì kệ không có thì chút dùng hook. Nó nằm trong cái app provider mà, dùng hook bình thường nha. Rồi. Đến ông này khai báo một cái function trong này nè. Mình sẽ check nè, if is, nếu mà client ấy, nếu mà môi trường client ấy thì mình sẽ return về, đúng rồi, json.path. Đấy, mình sẽ pass cái stringify, cái string là user ra nhá. Chỗ này mình sẽ check một tí xíu nữa này. Constant user thì return nếu mà có user ấy, thì session.string session.path user, còn không ấy thì cho về null này. Cái này return null này. Ok chưa? Đấy, lưu lại nha. Đây là giá trị khởi tạo. Khởi tạo như này được không nhỉ? Khởi tạo, mình nghĩ khởi tạo như này ok, không có gì phải phàn nàn cả. Khởi tạo như này ok. Rồi, cái layout này đang bị đỏ đúng không? Kệ nó đi. Khi mà mình login thành công hoặc là mình log out ấy, thì mọi người phải set cái user nha. Login thành công này, đây là on submit login thành công này, nhớ set. Set thì mọi người cần phải gọi cái hook use app context này, thì mình lấy ra là cái set user này. Set user. Set user result.pylog.data.account. Ok, lưu lại. Đây là login form, mình còn register form nữa mọi người ạ. Register form nữa, nó khá là giống cái login form. Mình làm luôn ha. Video này cũng 18 phút rồi, hơi dài. Chắc mình sẽ tăng tốc làm lên một tí. Cái gì đấy? Tại sao lại bị lỗi? Ok. Bất ngờ thật sự. Mình cũng chưa biết nữa. Để mình làm nốt cái thằng này rồi kiểm tra nó. Tại sao lại lỗi? Ok, hết lỗi rồi. Nó bị lag. Chắc nó bị lag đấy mọi người. Rồi, lưu lại nè. Làm nốt. Mình còn có ông logout nữa mọi người. Logout thì phải set cái user thành null nhá. Logout thì phải set user thành null. Đây, logout thì ông lấy user ra. Ông lấy user ra để làm gì đây? Ông lấy user ra, ông yếu làm gì cả. Rồi, set user nè. Đăng xuất nè. Đăng xuất finally.
set user là null nha. Đấy. Còn ông nào logout thành null nữa nha. Để mà dùng nốt chưa? Để coi cái trang logout à. Logout page à. Logout page return nếu session token này nọ các kiểu, then push nếu mà thành công thì push cái này, ok. Ok, then push thì chỗ này mình sẽ sử dụng y hệt cái bên kia, set user này. Thì mình sẽ set user null ở đây ha. Ok. Rồi, set user thì đưa nó vào đây. Rồi. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Còn cái ông này, ông header này cần cái prop user thôi, khỏi cần luôn. Tao cho mày lấy ra cái hook, lấy từ cái hook ra cần yêu gì? Bằng use app context rồi. User, ok. Lưu lại. Rồi, mình nghĩ là nó ổn rồi. Thôi mình chạy lên đi. Mình chạy lên đi. Nãy giờ mình chưa có chạy lên mọi người. NPM run dev nè. Chạy lên thì mới biết nó ổn hay không được. Đấy, chạy lên thì thấy không có ổn mọi người ạ. Đây mình đang dùng một cái hook, hook mà mình không có chuyển thành use client là không có được nha. Thì cái này không phải là async nữa, use client thì không dùng async function chỗ này ha. Rồi các bạn thấy là nó ở đây mình chưa đăng nhập thì nó sẽ không có hiển thị cái đăng cái edit và cái delete chỗ này. Bây giờ mình đăng nhập nha, đăng nhập nè. Rồi, thì mọi người thấy bây giờ mình đăng nhập thì nó hiển thị cái button đăng xuất ngay lập tức này. Mọi người thấy không? Xin chào được này. Mình F5 lại thì điều gì sẽ xảy ra? Wow, ok kìa. F5 lại thì mình đã bị mắc cái này. Để coi. Thì trong local storage của mình nó vẫn có cái session token nha mọi người. Nó có cái user không? À, trong local storage mình không có cái user. Đó là do mình set không đúng hay sao? Log khi mình login set user sai lầm của mình thiếu set vào local storage nữa mọi người, thiếu set vào local storage. Set user này nó nên là có set vào local storage nữa. Ok. Rồi, thiếu sót từ mình nha. Thiếu sót từ mình. Thì mình sẽ mình sẽ khai báo một cái set user ở đây, constant. Đây, nó gợi ý cho mình luôn mọi người ạ. Nó gợi ý luôn. Thì ở đây mình set user mình sẽ sửa này lại đi. Set user stay đi chẳng hạn. Và phía dưới này mình constant set user. Thì mình có nên làm như thế này không? Hay là mình phải khai báo từng cái chỗ này? Mà từng cái chỗ này thì chỗ nào mình cũng phải khai báo, thế thì nó lại không hay. Nó lại không hay. Thôi mình nghĩ khai báo như thế này là được đấy. Set user này. Thì mình sẽ gọi cái set user style này. User này. Và mình sẽ local storage chấm set item. Rồi, như thế này là được ha. Bây giờ thì mình delete cái thằng này đi. Delete cái session token đi chẳng hạn. Ok, mình vào đăng nhập lại nè. Ok, mình delete thì nó vẫn còn bị mọi người. Delete thì nó vẫn còn vào được cái trang mi này. Do mình đang còn gửi cái cookie lên.
delete này, cái đấy vẫn chưa đủ, phải qua bên này delete nữa. Đấy rồi, đăng nhập này. Ok, mình F5 lại nha. Và các bạn thấy nó bị một cái lỗi, nó not match, test content is not match, là server của mình nên nó là cái đăng nhập nhưng mà xuống phía dưới client nó là xin chào. Ây da, lại bị một cái lỗi nữa rồi. Thì đăng nhập xin chào thì các bạn biết rằng nó nằm ở trong trang header đúng không? Thì nó cái này nó warning thôi, nó warning chỗ này, nhưng mà chúng ta cần phải fix mọi người ạ. Để như thế này thì đây ở trên warning mà ở dưới là error. Đấy. Fix cái này. Bởi vì khi mà chúng ta build nó ra thì cái ông thằng này là nó không có, bởi vì khi mà build thì cái thằng user này nó đâu có đâu. Nó không có nên là nó sẽ hiển thị cái đăng nhập này. Nhưng mà khi mà mình F5 lại ấy, thì nó lại ra cái chữ xin chào như thế này, thì nó không matching thì để coi fix cái này như thế nào đây. À, đây là một cái lỗi xảy ra trong cái quá trình hai hai train, bởi vì cái lỗi xảy ra bên ngoài cái suspend outer boundary cả cái root sẽ chuyển sang client rendering. Thế thì liệu rằng chúng ta dùng suspend nó có fix được cái vấn đề này không? Không biết được. Không biết được. Test thử nha. Suspend rồi. Suspend. Đưa lên cái UL này luôn đi. Rồi, F5 lại. Suspend boundary. Vẫn bị mọi người ạ. Ôi, ây da, căng nhỉ. Chỗ này ông này căng đây. Đây mọi người thấy thì cái application của mình local storage nó có cái user rồi. Nhưng mà nếu như mà nó có cái user này rồi thì tại sao F5 lại nó vẫn bị chớp nháy? À, nó bị chớp nháy là do đầu tiên khi mà mình F5 lại là cái server nó trả về cái content ở trên server trước và xuống client nó mới render ra. Nên là nó bị cái vấn đề này. Rồi mình sẽ stop cái video này lại để mình nghiên cứu cách fix được. Chứ bây giờ mình ngồi mình nghiên cứu thì cái video nó sẽ bị kéo dài ra mọi người ạ. Nhá. Rồi mọi người ráng đợi mình một tí xíu nha, mình sẽ park trở lại rất là nhanh thôi. Rồi mình đã quay lại với mọi người đây thì mình sẽ cùng mọi người fix cái thằng này thử ha. Mình sẽ copy cái test này này, cái test error này, mình lên Google mình search thử thì mình thấy cái trang này thì mình xem. Rồi, test container not match. Thấy giống cái lỗi của chúng ta đúng không? Thì tại sao xảy ra cái lỗi này? Thì lỗi này nó xảy ra trong cái quá trình rendering. Nó không khớp giữa server và client. Thì cái quá trình này là cái quá trình hydration đấy mọi người. Hydration nó convert cái pre-render HTML ở trên server thành một cái full interactive application, có nghĩa là một cái page đầy đủ cái khả năng tương tác. Thì trong cái quá trình convert này nó bị lỗi. Thì đây là những cái nguyên nhân nó bị lỗi. Chúng ta sử dụng những cái tag HTML không đúng, ví dụ như thẻ P nằm trong thẻ P thì đây là vi phạm cái nguyên tắc không đúng nên là nó sẽ bị lỗi. Thẻ div nằm trong thẻ P thì cũng là bị lỗi luôn đấy. Hoặc là chúng ta có check window khác undefined trong cái quá trình render logic, thì ở đây chúng ta có check nha. Mọi người mở cái root layout lên. Root layout rồi vào cái app provider này thì mình có check ở đây này, mọi người thấy không? Đây này. Mình có check trong cái quá trình render logic đó, mình sử dụng trong cái use state này, check trong cái quá trình render logic nên nó bị lỗi. Hoặc là mình sử dụng những cái API browser như là Windows hoặc là local storage trong cái quá trình render logic, đây có dùng luôn. Ồ, dùng luôn nên nó bị lỗi là đúng rồi. Đấy thì cách fix,
Cái fix là sử dụng use effect để chạy trên những cái client. Thì ở đây thay vì mình set như thế này ha, thay vì mình set như thế này, mình set thì mình sẽ sử dụng cái use effect đi. Use effect đó, mình use effect xong rồi mình sẽ check local storage, xong rồi mình sẽ sử dụng set user style. Thì đấy là cái cách mà nó hướng dẫn chúng ta. Đó là một cách. Hoặc cách thứ hai đúng là chúng ta disable cái SSR. Thì đây, click vào đây thì chúng ta có thể dùng cách này ha. Khi sử dụng React Lazy và suspend client, component sẽ pre-render by default. Ok. Nếu bạn muốn disable pre-rendering for client component, bạn có thể sử dụng SSR option set thành false. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ test thử cái cách thứ hai này ha. Mình sẽ test thử cái cách thứ hai, bởi vì cái cách đầu tiên này thì đôi khi mình không thích lắm mọi người ạ. Test cách thứ hai thì copy cái thằng này nè. Mình sẽ vào trong cái root layout này. Đây là cái root layout của mình. Thì mình đang bị ở cái thằng header đúng không? Mình chuyển header, mình set thành SSR thành false thử ha. Dynamic này. Rồi, đây là header này. Header đưa cái path vào đây. Rồi xóa header trên này đi. Mình lưu lại coi thử nó có fix được hay không nhé. Oh, fix được mọi người ạ. Fix được nè. Fix được. Mình vào trong cái header này. Mình xóa cái suspend này thử. Xóa suspend. Cũng ổn đúng không mọi người? Đấy cũng ổn, nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề. Nó có cái vấn đề đó là nó bị chớp cái chỗ này này. Nó bị chớp cái khu vực này, cái khu vực header, do server nó đâu có render cái thằng này nữa, thì xuống client nó mới render ra. Thì xuống client nó render ra thì nó mới bị chớp như thế này. Đó. Ok, nhưng mà chúng ta cũng đã fix được thì phải đánh đổi thôi mọi người, phải đánh đổi thôi. Rồi. Do chúng ta dùng cái local storage mà. Dùng local storage thì phải xuống client thì nó mới chết được đúng không? Xuống client nó mới chết được thì phải đánh đổi. Hoặc là các bạn thấy các bạn chỉ check cái chỗ này thôi đúng không? Các bạn không muốn là nó bị chớp nháy cái phần sản phẩm. Các bạn chỉ muốn là nó chớp nháy cái chỗ này thôi. Thì các bạn có thể thu gọn cái thằng này nè. Thu gọn cái thằng này thành một cái component riêng. Đó. Và các bạn chỉ handle nằm trong cái component này thôi, chứ đừng có handle nguyên một cái component header to này nữa. Thì nó sẽ ổn hơn, nó sẽ tốt hơn về cái mặt UX. Đấy, thì đấy là cái cách mà mình đề xuất cho các bạn ha. Còn hiện tại thì như này mình thấy cũng chấp nhận được. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái use effect này. Thì dùng use effect này thì nó sẽ ok hơn. Nên dùng use effect này thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà nó sẽ gặp một cái vấn đề. Nó sẽ gặp một cái vấn đề, đó là cái lúc cái giá trị khởi tạo nó không có, nên là mình không thích. Bởi vì khi mà khởi tạo cái thằng này ở client ấy, nó không có mọi người ạ. Nó là null ấy. Nó là null nên là mình không thích cái điều đấy. Các bạn có thể sử dụng thử này. Use effect này. Đây, mình dùng use effect chỗ này thì mình sẽ use effect thì nó luôn luôn chạy ở client rồi, nên là mình không cần check cái is client này nữa. Mình có thể sử dụng cái thằng này. Đây, ví dụ như copy này. Mình tạm thời thằng này mình return null nó luôn ha. Đấy. Thì ở đây user gì đây? Set user này. Nếu như mà có thì path cũng không được cho là null. Rồi ok. Set user chỗ này nó có báo không? Không báo gì thôi. Set user này à? Phải là set user state chứ.
Bị nhầm rồi. Ok, nếu như mà làm như thế này thì các bạn qua bên cái thằng header này. Qua bên root layout. Rồi, các bạn không cần phải cực khổ như thế này nữa. Comment thằng này lại. Header các bạn cứ làm như thường thôi. Đấy, import component header vào như thế này ha. Rồi, các bạn lưu lại thì nó cũng fix được. Nó cũng fix được. Đâu rồi? Qua bên này này. Đây, nó cũng fix được nhưng mà nó gặp cái vấn đề đó là vô cái nó chớp cái chỗ không có. À, có nghĩa là các bạn mới vô ấy thì nó render cái thằng header này ở trên server rồi, đúng không? Thế là nó pre-render ấy, mọi người, nó pre-render ở trên server rồi. Thì cái chỗ này nó sẽ có cái chữ là đăng ký đăng nhập, đó, đăng ký đăng nhập, rồi xuống phía dưới này thì nó mới check, nó check cái view effect nó render ra rồi. Thì nó mới check cái view effect đó, nó mới check trong cái view effect thì các bạn sẽ thấy cái hiện tượng nó chớp cái chỗ này. Đó là cái lý do mình không thích. Đó, đó là cái lý do mình không thích. Mình thà mình chọn cái thằng cái cách đầu tiên, cái cách này này. Mình thà mình dùng cái cách này còn hơn là dùng cái cách bây giờ. Đấy, cách bây giờ nó chớp 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 như này. Thì các bạn có thể linh động trong cái việc xử lý ha. Rồi, thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay. À, chúng ta review lại một tí xíu ha. Ok. Get nè, cộng vào nè. Rồi, trong cái video này thì chúng ta đã thay đổi những cái nào thì cái product này nè. Đây. À, cái product này mình phải xóa bỏ cái sự caching của nó đi để cho cái page product của mình nó được static rendering, các bạn nhớ không? Đó, những cái lý do nào ảnh hưởng đến một cái page nó là dynamic rendering hay là static rendering, đó là cái fetch API của các bạn có caching hay không, hoặc là trong nguyên cái cây component của các bạn có dùng cái dynamic function nào hay không. Đó, ok chưa? Rồi, app provider này thì mình sử dụng một cái is authenticated được tính toán từ cái thằng user. Đó, được tính toán từ user để mình biết là đã authenticated hay chưa chẳng hạn. Ok. À, rồi còn ông nào nữa? Rồi, logout chỗ này. Logout chỗ này thì mình xóa đi cái thằng user này này. À, layout nối nhầm mọi người, sorry mọi người. Thì cái layout thì mình đã hướng dẫn mọi người đó là sử dụng hai cách đó. Cách đó, sử dụng cái dynamic SSR là false, hoặc là cách các bạn sử dụng cái header thường nhưng mà bên cái thằng app provider của các bạn ấy, các bạn bên app provider các bạn sử dụng cái use effect này. Ok chưa? Rồi, đó là về cái thằng layout. Là mình cũng xóa bỏ đi mấy cái thằng user probe này luôn. Login form, rồi, bên login form thì bên này thì mình sử dụng cái use context set user để mình set cái account vào trong cái local storage cũng như là vào trong cái context API của mình. Đấy. Đây là cái page logout thì mình set thành null thôi. Ok nha. Rồi, đến cái register form, đến cái register form thì chỗ này cũng giống như bên cái login form. Rồi, đến cái page product list thì page product list này mình xóa đi những cái cookie, mình không dùng cookie nữa mà mình gom lại mấy cái button thành một cái component. Đó, ví dụ như product add button này hoặc là product edit button thì đây là những cái client component nha. Đây là những cái client component. Đó, mình sẽ check. Đây, edit button. Ok chưa? Cũng giống như cái lúc nãy thôi. Còn cái button logout này thì cũng set null thôi, cũng không có gì cả ha. Rồi còn cái header này, nó header thì xóa đi mấy cái probe đi, dùng context API lấy ra được cái user để check cái chỗ này. Rồi thì đó là tất cả những gì mình chia sẻ bên cái layout này. À, bên cái app provider này. Bạn nào mà an toàn hơn ấy thì cho cái này thành use reducer này. Ha. An toàn hơn thì cho nó thành use reducer chỗ này.
Ok. Use reducer thì như này. Đưa nó một cái này vào thì trong này chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Set user style này. Bị gì đây? Sao lại bị lỗi nhảm nhí thế này? Lỗi gì đây? Set user user. Overlock. Set user. Set user chỗ này. What? Sao nó lại bị mấy cái mình vẫn chưa hiểu nha. Rồi để mình xem lại thử. Cái thằng này dispatch ID name email null. Ừ đúng rồi. Set user stay. Xóa ông này đi. Thì lại báo lỗi. Mình bị thiếu cái gì nhỉ ta? Use reducer React nè. Rồi, hay là mình quên cách sử dụng use reducer rồi. Để mình check lại trên này thử. Use reducer. À, nhầm. Use callback. Trời ơi. Lâu lắm rồi mình không có dùng cái thằng này. Sorry mọi người. Sorry thành thật sorry mọi người nha, thành thật sorry luôn. Tự nhiên mình bị lú mọi người ạ. À. Tự nhiên mình bị lú. Đấy, use callback tự nhiên trong đầu nghĩ cái thằng use callback lại gõ ra cái thằng use reducer. Chả hiểu được. Đó, như này là ổn rồi. Ok, thì bạn nào chắc ăn thì làm cái thằng này để cho cái thằng này lúc nào nó cũng là một cái instant, nó hạn chế cái việc render ở trên cái app context này. Ok. Rồi, thì đó là những gì mà mình chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Video cũng dài rồi. Chào mọi người.